Này có con. Nó lên rồi, đây của cô. Lại lại có con gì thì phải. Ừ. Hình như có con chim phạch thơm đang lành quanh. Ừ. Đấy, cảnh thế rồi đấy. Bám thế. Chết rồi. Xuống nhanh đi, còn đi. Ngồi đánh sót luôn. Bây ra. Còn nhanh cái con bọn kia nó vào nhanh lắm. Cái bọn này nhá, bình thường nó không đấu đâu. Ờ, không 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 có đâu. Nghe cái bọn này ờ, cứ cứ nghe bọn này hót cái là y rằng nó đến ngay. Xu này. Con này nó cứ động một tí nào còn lâu nó mới quay lại. Ừ. Nó không như các con khác. Ừ. Như mình vào đây nó đang cảnh thế đấy. Không như là đang cảnh thế đấy. Đợi mình nào. Đấy. Hôm như như các con khác em mình đánh à. Chỉ cần đi ra đi vào cái nó đến rồi đây, ông này nó cứ lanh nó cứ bay xa ơi xa mãi như thế. Con này ngay trên đầu rồi. Chưa đâu. Lại dài. Treo treo dưới, tụt xuống dưới. Đang lên, đang lên, đang lên. Đang ngoài cái mái này kia, bên kia, đấy. Bên nào? Bên này, bên này. Không không kệ nó, không quan tâm cả. Đang rồi. Không con nào đến gần cả. Em nhìn đây rồi. Ừ. Em bảo anh ra đuổi, anh ra đuổi. Chết mẹ. Ừ, ra đây đi. Như thật thì đánh sút đầu. Anh bò mò nó dần như thế này. Chạy không à? Ghê gớm. Này dài hơn. Đang định tụt xuống dưới. Đấy, từ đây đấy, đấy mới xuống. Xong rồi. Nó lại xuống. Đấy, đấy ngó lại rồi đấy. Đấy, ngó con này thì phải rồi. Mặt không được quay đi rồi. Ừ. Mặt quay đi là không ổn, quay đi rồi. Sút, đấy đang đang xuống rồi kia kia. Sút. Bởi vì mồi đang ấy mà. Ôi giời, ô cái lồng. Kéo nào nhỉ? Hay là mình mắc lại trên đỉnh thôi. Không, như chưa nhảy vào cấu tử hay sao ấy. Ta nhảy ra ngoài. Ô. Ô cái mô, ta trúng đâu mà ô. Thì kéo nó nhỉ. Mình nhảy mép bên kia thì không ấy, mình nhảy mép trong này cơ. Thì mới đúng cái mép của nó thì mới đi. Hay là lồng kẹt. Thế anh sợ nó kẹt trên đỉnh nóc ấy. Thế anh thử, anh sẽ thử. Để nhảy quả lửa nhá. Ừ. Quả lửa có vấn đề là lồng đấy. Nào nhảy nào, nhảy nào. Sắp nhảy nha. Đếm ngược này. Nhảy lên. Anh chỉ có thể nhưng từ đấy đánh nó mới thắng. Chỉ cần ở dưới kia đừng đánh vào đánh. Ồ, sao lại bỏ đi? Thế đâu, nhà đấy đi thôi. Hả? Nhà đấy đi thôi, nó vào không rồi. Đi à? Chưa, thấy rung rung cảnh chả biết bay đâu. Bay ra ngoài. Ôi trời.
Rồi vào. Nào, nhảy đi. Đánh mất thời gian quá. Hôm nay nó chơi chung như thế rồi, không đổi con này ra được. Quên rồi. Sao anh? Không, lúc này nó đang bám viết thế rồi, không lúc nó ấy cho mình đổi con này ra đi cho nó vào thì chẳng có được. Kệ nó. Nó lại lạc ra rồi. Em nó sợ khi do lồng anh ấy. Nhảy, em nhìn thấy như nó nhảy vào dễ. Anh có ăn ten không? Hả? Anh có cầu từ anh có nào ăn ten không? Có. Thế thì vô đến nó nhảy vào đấy gần vào cái cầu cầu đậu chính luôn rồi. Thì phải ăn ăn ten mới đúng.